bạn đã cùng đến với chương trình Bộ Ba Siêu Đắng. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên VTV3. Mình gặp lại nhau hoài, mình không chán hả anh gì? Gặp em thì chán, nhưng mà ở đây có rất là nhiều những cái tiết mục hấp dẫn, cũng như là chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều những cái anh chị em nghệ sĩ. Đã... Châu ơi! Hả? Em giận thiệt hả? Chán không? Không, em rất là thú vị. Đó, tập đầu tiên mà, đúng không ạ? Và một lời khuyên của Thanh Duy dành cho tất cả các người chơi cũng như là những khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị đừng quá bị đánh lừa bởi những sự thăng hoa của những nghệ sĩ của chúng tôi trên sân khấu, mà quý vị cũng phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, bởi đó có thể là những câu hỏi bá đạo. Trước đó, hãy cùng gặp gỡ những người chơi ngày hôm nay. Đầu tiên, phía bên tay phải của Thanh Duy xin được chào đón Đại Nhân, Hải Yến và ST. Sawadikap. Cái gì vậy? Sao qua Thái Lan rồi? Anh ơi dịch sang tiếng Việt được không? Em khỏe lắm không? Dạ. Miếng này cũng hơi rớt. Anh ráng phụ, bán ráng phụ cho không riêng. Sao đây em lụm lên okay, này. Ok, ở đây, trong ba người, ai là người tự tin sẽ có cái trí nhớ siêu phàm nhất? Chiến là hơi lùng, nhiều khi là sẽ chưa kịp để hiện trí nhớ của mình thì bóng là đã ngập rồi. Ồ đấy, chị cũng đang suy nghĩ về vấn đề đấy. Còn ST thì hôm nay không có đeo kính cận. Dù không nhìn thấy nhưng ST vẫn có thể nghe thấy. Đúng. Có những câu hỏi quan trọng nhất là bạn nghe như thế nào. Chính xác. Và chị Hải Yến, cho dù cái chiều cao không phải là lợi thế nhưng ánh mắt của chị cũng là một cái điểm tin tưởng. Bây giờ mình gửi một lời chào trân trọng hoành tráng nhất đến với tất cả quý vị khán giả đi chị. Thay mặt cho đội mình là cái tên gì đấy mình chưa biết ra, gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bộ Ba Siêu Đắng. Không biết là mục tiêu của nhóm mình đến với chương trình là gì? Hên xui. Nãy giờ mình toàn nói những câu mà mình không có thảo luận trước với đồng đội không vậy? Ờ. Bây giờ mời ba người về vị trí và tiếp tục thảo luận. Đúng. Xin rồi. Mời. Dạ. Khí sôi động lên dần rồi đó. Bên kia thì chị Yến quá xinh đẹp rồi, ST rồi, Đại Nhân là quá là nam tính rồi. Bên đội em xin được giới thiệu rapper Mr. T, Emily cùng với Trần Quốc Anh. Hey, okay. Rồi tôi bay qua hàng. Mr. T ơi, vô giữa nó mới hợp. Vô giữa đi đó. Ê, cái gì vậy? Mr. T qua đi đứng với Thanh Duy là vừa luôn nè. À, thôi thì thôi em xin lỗi Hà Duy. Sao kéo tôi lại vậy? Tôi muốn về với đồng đội của tôi. Tôi muốn về với đồng đội của tôi. Trời ơi. Đồng không, nhưng mà chưa thấy gì đội gì, đội này là thấy chất nè. Một cái kiểu. Ê, giờ chơi đội tôi không biết là. Đội đội gì nè? Đội gì? Đội gì? Ba ngọn nến lung linh, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, còn là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Sao vậy? Không có màu xanh hồng luôn á. Ông ăn làm sao vậy? ST về đội rồi. Một miếng rất rớt tiếp theo. Bây giờ mình quên đi cái miếng rớt của đội bạn. Mình phải gửi lời chào và có một cái sự tạo dáng vô cùng ấn tượng ngày hôm nay đối với chương trình. Vô. Annyeonghaseyo, ba. Annyeonghaseyo. Chúng tôi là đội đến từ những đất nước thập cẩm. Yeah. Đây, Hàn Quốc, Pháp. Anh muốn đến từ đâu? Campuchia cũng được. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Emily. Bên trái Emily là Trần Quốc Anh. Và bên phải Emily là Tằng Quốc Anh. Đúng là Quốc Anh luôn, đúng không? Quốc Anh mọi luôn. Người rất là yêu thích, đó chính là Mr. T. Mr. T. Yeah. Thế thì ngày hôm nay đến với chương trình thì có rất là nhiều cái màn trình diễn hấp dẫn. Các bạn có đặc biệt để dành tình yêu cho một cái thể loại nào không? Quốc Anh thích thể loại nào nhất trong em thích thích thể loại là âm nhạc. Music. Âm nhạc, music. Còn music. Emily? Em chắc chắn không thích music nhất. Music luôn, còn... khỏi trả lời cũng là sao luôn. Tại sao là như vậy? Muốn là rapper mà đây Mr. T thích là muốn lửa. Không, nhưng mà thật sự ra để cho em nói như vậy là thiếu sự công bằng. Em nói đi, thật em sự nói đi. Nếu mà được tham gia chương trình và được xem những màn trình diễn thì em thích nhất là xem những màn trình diễn ảo thuật. Ảo thuật. Hay đó. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ được đáp ứng hết những món ăn tinh thần đến từ chương trình Bộ Ba Siêu Đắng. Còn giờ hãy cùng nhau chào phó tay để chào đón đội thập cẩm. Yeah, chào đón đội mình. Lẽ bên đây lấy tên là thập cẩm thiệt hả? Thập cẩm đi, thập cẩm. Rồi, còn bên đây thì sao ạ? Bên mình đội gì ta? Bên đội bên đừng nghe ST nói nữa. Khoan, tại vì cái giây phút này cái mình bị ngại ngùng luôn á, mình không dám nói một cái câu nào nữa luôn á mọi người. Không, bây giờ nè, bây giờ mọi người sẽ uống của ST. Bây giờ đây là ST đặt một cái tên đội thật là hay cho mọi người đi nè. Nào hay nào. Hai ba. Đội mình là đội sắc vào đó. Và ngày hôm nay
đây chúng ta sẽ chứng kiến màn đối đầu cực kỳ đặc biệt đến từ đội sắc màu và đội thập cẩm. Quý vị và các bạn thân mến, đến với bộ ba siêu đẳng, chúng ta sẽ có những sự hấp dẫn như sau. Đi đầu tiên, tất cả những khách mời khi đến với chương trình này sẽ được theo dõi những tiết mục được đầu tư vô cùng hoành tráng, âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và đặc biệt hơn hết là chờ đợi những câu hỏi rất là thú vị. Và những câu hỏi này đến từ đâu ạ? Những câu hỏi này không chỉ những chi tiết rất nhỏ, rất đặc biệt, rất đặc thù của cái tiết mục ở trên sân khấu đó Quốc Anh à. Ví dụ như chị Thanh Duy hỏi Quốc Anh đã ác xì vào phút thứ mấy của chương trình. Ba vòng thi đấu chúng ta sẽ có những gói câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Vòng 1 và vòng 2 các người chơi sẽ lần lượt lựa chọn những chiếc ghế may mắn của mình. Nhưng vòng 3 chúng ta sẽ có sự thay đổi và hấp dẫn hơn nữa. Và kết thúc 3 vòng chơi, nếu đội nào giành được số điểm cao hơn nhận được chiến thắng với giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Đội còn lại sẽ nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và ngay bây giờ sẽ là màn trình diễn đầu tiên. Xin mời.
đại nhân nghĩ sao? Trời quá kinh khủng rồi, coi với cái ly gần như vậy là thấy ảnh đập vô mà mình cứ sợ là mình cầu cho ảnh làm được đi, chứ không làm được là chắc là đổ máu là chắc xỉu. Hãy dành một tràng hổ tay cho sự xuất hiện của đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Cung Phu Quang Hiển ngày hôm nay. Rất tuyệt vời các bạn trình diễn vừa rồi. Và chúng ta sẽ mời ra lại sân khấu, đó chính là võ sư kỷ lục gia thế giới Quang Hiển, xin mời. Dạ, mời anh ra đây ạ. Anh cùng với đoàn của mình đã hoạt động trong vòng bao nhiêu năm rồi? Đối với về bộ môn công phu thiết độ công thì Quang Hiển đã tập luyện từ năm 9 tuổi và đến nay là được 21 năm. 21 năm, anh, em thấy trên áo anh là có cái dòng chữ là Asia Book of Records. Logo này anh đạt kỷ lục UNESCO thế giới châu Á. Wow. Còn bên tay trái của Quang Hiển là đoạt giải kỷ lục UNESCO thế giới 20 tháng 9 vừa qua. Trời ơi. Và chúng ta đang có một kỷ lục gia. Ở đây còn đây là gì nữa, đây là gì nữa, đây là gì nữa? Đây là vua kỷ lục của thế giới. Wow. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Minh Sầu coi phía dưới, anh Duy cũng vậy. Anh với em là ôm mặt luôn và cảm thấy rất là lo cho cái tiết mục này. Nhưng bây giờ là em lo hơn. Lo hơn là sáu nhân vật này. Lo hơn. Bây giờ là chúng tôi mới lo đây. Chị đã từng xem những tiết mục vậy bao giờ chưa chị? Chưa em, nên là từ đấy giờ dán hết mắt vào anh ấy. Có giờ khỏi đây em mới giờ hỏi chi tiết gì là từ đấy là bắt đầu thấy quên quên rồi đó. Đừng bị thu hút bởi những màn trình diễn trên sân khấu. Tại vì tiết mục nào cũng sẽ rất hấp dẫn. Quá tuyệt vời và làm sao không thể xem được. Bên kia thì sao nè? Nãy giờ Minh Phượng đứng cạnh bàn tán xôn xao. Lần đầu tiên mà phải phân não ra anh. Có nghĩa là tiết mục rất là hấp dẫn đó. Xem hồi chết quên. Phải đếm xong rồi đếm truyền tay nhau. Còn Mr. T thì sao? Thật ra thì bộ môn võ thuật khí công và nội công này thì em chưa bao giờ được xem trực tiếp như thế này. Mình chỉ được xem qua phim ảnh. Thì nghĩ rằng là đây là một cái sự khổ luyện khá là kỳ công mà mọi người mới có thể có được cái màn biểu diễn như vậy. Tại vì Minh Sù thấy là nó cũng tương quan. Cái này là phải cần khí công ở trong người. Chính xác. Mr. T là một rapper thì cái khí ở trong người nó cũng phải nhiều để cái hơi nó dài để đọc khí rap. Đam bây giờ đọc một câu nghe chơi thử mọi người. Câu nào dài nhất. Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt trong giấy trắng đôi thể mới đi từ một buồn của nắng. Áo ơi vu vơ câu hát có lẽ với bao giờ anh viết tặng. Yeah. Vậy bây giờ em đố anh Minh Sù là trong câu rap vừa rồi của em có bao nhiêu từ? Thu đến và đi như những gì.